ủy, xin chào các bạn. Hà Nội Thái Bình quá, cũng như thành phố Hồ Chí Minh thôi. Rồi, nói chung là Hà Nội hôm nay là rất là thiết chặt an ninh, cực kỳ chặt luôn. Ngay cả tượng đài Lý Thái Tổ chúng tôi thường là ra hiện trường, nhưng mà hôm nay là cấm sạch luôn tất cả các cái lối vào khu vực tượng đài cũng như là nhà lớn đều bị cấm hết. Đất nước Việt Nam yên bình, có như an toàn, cho nên Tổng thống Donald Trump mới chọn Việt Nam là cái nơi mà có họp, cuộc họp quan trọng này, đúng không? Cho nên cái bọn chúng nó cứ gào thét biểu tình như thế này thế khác, làm thỉnh nguyện thư lên Tổng thống Trump. Mẹ, cái bọn ngu si đần độn chúng nó hô hào để nó lừa bịp người Việt kiều yêu nước ở bên hải ngoại để lấy tiền kia xài thôi, chứ nó chưa biết là không thể làm được trò giống gì đâu. Đúng rồi. Tại hiện tại trong riêng ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì tôi không biết, nhưng mà riêng ở ngoài Hà Nội này, cái khu vực Lăng là cái khu vực lân cận của Lăng ấy là những cơ quan chức năng cao cấp thì đều bị phong tỏa và nghiêm cấm hết. Kể cả là người dân thì hiếu kỳ đứng lại để mà live stream cũng không vào được, cũng không đứng live được. Đúng. Chỉ có phóng viên báo chí đứng ở ngoài. Ủa Long Vĩ đang ngồi đâu hả? Bộ Hồ. Đây là ngoài Bộ Hồ nè, đây là... Cái chỗ anh em với cậu mê bữa hả? Đó, đây là cái chỗ chùa Yêu Sơ đây này. Nói chung là đất nước Việt Nam yên bình, thanh bình nhá. Nhưng mình chỉ có cái căm thủ cái bọn mà bao quê. Chúng nó có một cái tư tưởng ăn bám từ cái thời gian coi như là chúng nó làm tay sai cho Mỹ đến bây giờ, mà bây giờ chúng nó cũng muốn làm tay sai nữa, đúng không, cho Mỹ. Những cái việc ông Tổng thống Trump, ông ấy qua đây, ông ấy họp cái cuộc họp quan trọng này, khẳng định cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định cái sự an toàn, đấy, sự thanh bình của đất nước Việt Nam. Nhưng mà chúng nó cứ bảo là có đề nghị ông Trump thế này thế khác. Cái nghề của chúng nó mà, nó hô hào ơi, có ai dám xuống đường đâu. Nó ngu rồi nó mới chết. Đây này. Thì buổi sáng này mình cũng lên live, mình nói về cái đấy. Ở cái thành phố Hồ Chí Minh, khu vực quận nhất thành phố Hồ Chí Minh thì cũng rất là an toàn. Lực lượng an ninh thì cũng giữ chặt ở các ngã tư của thành phố. Mà chỉ cái đoạn mà trước cổng tòa tổng lãnh sự quán Mỹ ở đường Lê Duẩn ấy, thì người ta cấm đường một đoạn thôi. Cái đó cũng là chính xác, vì là cũng có một số cái bọn mà kiểu ngu ngục ấy, chúng nó nghe lời cái bọn ba que bên kia, chúng nó kiểu định đưa thỉnh nguyện thư hoặc là cầm cờ Mỹ ở trước cái cổng tòa đại sứ quán, lãnh sự quán của Mỹ, đúng không? Cái tư tưởng đó là cái tư tưởng nằm ngửa ăn sẵn, muốn phụ thuộc vào ngoại bang. Đó, các du khách mặc quần áo coi như là truyền thống của phụ nữ Việt Nam đứng chụp hình. Đây đang cuộc phỏng vấn đấy. Cũng có những ít. Đây là khách ngoại quốc ngồi uống cà phê này. Đó. Đó, đây. Thành phố quá yên bình, quá đẹp. Mấy thằng dân chủ quậy ra đây quậy phá đi. Nó nói thôi, nó không dám xuống đâu. Đến mình cứ đi làm công việc đây này mà còn không vào được ấy. Đấy, chúng giới nghiêm luôn. Tôi sau khi đi một vòng khu trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh xem là cái tình hình an ninh trật tự ở đây như thế nào, thấy coi như là tình hình an ninh trật tự rất là tốt. Đấy, bây giờ chúng tôi về ngồi đây. Cái ngồi đây thời tiết hiện nay rất là nóng. Đấy. Đấy. Thời tiết Hà Nội hôm nay cực đẹp luôn. Hello, anh Long Vĩ Dương nhá. Bây giờ ông Long Vĩ này với ông Trần Siêu á, tập uống bia đi, uống coca nước ngọt nhiều của Trần Tiểu Đường á. Không, thỉnh thoảng uống thôi chứ không phải lúc nào uống coca. Vâng, xin chào đi một vòng Hồ Tây. Dạ, anh Bùi Mạnh Cảnh. Có gì ra Bắc mà ghé thành phố Hải Phòng thì sẽ điện thoại cho anh. Đấy, trời ơi, có những chiếc xe buýt rất là đẹp.
chuyên chở cầu thủ bóng đá đó. Bây giờ là những ngày này là chở phóng viên báo chí phi. Đúng rồi. Bây giờ coi như là chở các phóng viên báo chí của các hãng thông tấn nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay, người ta đều tập trung về Hà Nội gần 3.000 những phóng viên đúng không? Đây là cái dịp quảng bá rất tốt cho Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Xin chào Long Thủy và chào tất cả các bạn nhá.